Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Tâm phối với Ủy ban Nhân dân cung cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 hiện đang cư trú tại tổ dân phố số 3 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Trong đó có bà Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19. Tại hội nghị, hơn 60 cử tri tổ dân phố số 3 phường Đồng Tâm đã được nghe thông báo về các tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, trên địa bàn tổ dân phố số 3 phường Đồng Tâm có 10 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố và Hội đồng Nhân dân phường. Tại hội nghị, các cử tri đã bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp hiện đang cư trú tại tổ dân phố số 3 phường Đồng Tâm. Đồng thời mong muốn nếu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm sâu sát cơ sở, đề xuất nhiều giải pháp góp phần đưa kinh tế xã hội địa phương phát triển. Thay mặt các ứng cử viên, bà Hoàng Thị Vĩnh, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy đã cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm cũng như những ý kiến nhận xét của các cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp và hứa nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ mới, các đại biểu sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, đáp ứng nguyện vọng của cử tri trên địa bàn. Kết thúc hội nghị, các cử tri tổ dân phố số 3 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã biểu quyết nhất trí cao thông qua danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.